Hello, Loan xin chào cả nhà. Đây mấy cái chậu lan này Loan mua trên cộng đồng á, bữa hổm đó bà con. Bây giờ Loan chuẩn bị đi thay chậu cho nó qua cái chậu bự nha, đặng cho nó khỏe nha. Để chậu này nhỏ quá. Hello, Loan chào cả nhà nha. Bữa nay chuẩn bị thay chậu lan bà con ơi đây. Nó ngã nữa đây. Mấy cái này bữa hổm Loan mua trên cộng đồng nè. Cho nên bữa nay mình thay chậu nha, 3 4 5 6 cái. Con này Loan mua banh đình. Đẹp lắm bà con. Đó, bây giờ chuẩn bị thay chậu. Nói chung mệt mà cũng vui bà con, có bông có hoa vui lắm, tối ngày bận rộn hoài à. Ta trồng tốt dễ sợ bụi gì 10 đồng nha bà con. Ôi đây nè. Rễ mướt rượt tốt hết biết. Màu đỏ. Bông đỏ nhị 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 đỏ đậm, có hai cái chấm vàng đẹp dễ sợ bà con coi nè. Thấy không đó, hình như tụi nó cũng khoái chặt chội và con mình bỏ rộng quá nó cũng phát triển chặt chội gì như nó thích nè, để vô vậy được. Tại nãy cái này có chút xíu à, để qua đây gấp và gấp hai rồi. Anh Liêm ảnh cắt cỏ lan thì lan bỏ phân nha, rồi một chậu rồi nha, để qua đây xả này thì chắc làm sớt cái chậu này nó đánh cỏ nó cỏ không tốt dễ sợ. Cái này kéo cắt mất, còn cái kéo que bét đặng kéo để này lên đây cho mình nhớ. Nói chung mình mới mua mình nhớ cái gì tên để bà con ơi, để nữa không nhớ đâu, không nhớ tên nào. Đang lầm bầm sửa cái máy không được đó. Máy cắt cỏ lâu cắt cái nó bị hư cái rễ mà không thay đâu được, bà con nó khô hết trơn rồi. Vậy mà nó có bông cái thương mà thôi á, nhẫn nó sát xuống rồi để biết không vô nhớ để tên họ người ta loại bà con, thôi mình không nhớ nha. Đó mình nhớ để tên họ người ta lại nha bà con, không thôi mình không như biết nó tên gì đội gì, tại dồn cái thằng nào cũng giống thằng đó thôi. Rồi được hai chậu rồi nha. Hello cả nhà, nãy giờ Lan thay 5 chậu, 5 chậu thì có một số nó ra được hai, cái này được hai chậu nè đó, cái này được hai chậu nè, cái này thì được lấy thành 3, thêm hai chậu nha. Mới đây mà quên rồi đó, thấy không bà con, cái này thì hai chậu này nè ra hai chậu vàng nè đó, chậu tím thì nó không có ra chậu nào hết nha, có một chậu thôi, cái chậu đó cũng một chậu thôi. Còn cái này được hai chậu. Ủa con này không có ta, để đang coi tên nó. Cái này là trắng kem nè đó, trắng kem không có à bà con ơi. Rồi vậy là cái màu này có một chậu thôi, hồi này chậu nè, cái này ba thứ này là không có được hai chậu nè, còn cái thằng này không nè là ba chậu, mà họ Lan không biết nó màu gì cũng không mua là mất tiêu cái giấy nha. Nó được ba chậu, còn cái này là màu tím, mà tím nó giống giống gì nè mà nó thơm dữ lắm bà con, thơm bát ngát vậy đó, loại thơm, loại Lan thơm đó. Lan ra được hai chậu rồi, bây giờ thôi kết thúc pin nha bà con đó. Đây, mấy chậu này đẹp lắm nè. Lan chia sẻ tới đây thôi, thì mua về mình cứ xớt ra. Rồi mấy cái này thì Lan lấy cái thường thường lấy mấy cái tô mũ gì nào bà con, mình để mình kê cái đít á, đặng cho mùa hè mình bớt tưới nước lại chút xíu với nó có độ ẩm, đâu có mà không có chết. Như mình mới xớt chậu Lan ưa để vậy đó, cho nó ẩm ẩm vậy đó. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha, đẹp lắm, tặng cái màu đẹp đẹp mà bà con. Đó, Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con ở clip sau nha. Ở đây nó giờ mũi cắn quá trời luôn rồi bà con ơi, đốt thuốc mũi gì mà nó cũng cắn à. Đây nè, nó Lan đốt cái gì, cái này ta nói mình đi cắm trại đâu nè, mình đốt nó không có cắn, nãy giờ đốt cho nó cắn bầm tái chân nè, nó té vô đây nó chết mấy con nữa. Thôi Lan xin chào cả nhà, bye bye bà con, hẹn lại clip sau, bye bye. Bây giờ còn cái này để đây nữa, từ từ Lan làm nữa, làm hết nổi rồi, mệt quá rồi. Mũi cắn nghỉ.
mũi trắng nghĩ bà con ơi, không làm này.